xin chào thượng nghị sĩ Trần Ái Nguyễn. Ngày hôm nay là đài CBN rất là vui khi mà có thể mời đến đây thượng nghị sĩ có thể là đến chung vui với cái buổi grand opening của đài CBN. Thì so how do you feel today? Just telling us. Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali, địa hạt 34. Xin kính chào quý vị. Bữa nay rất là vui mừng cho CBN và cho các vị ở CBN là bữa nay là khai trương. Và that's why Janet tới đây là mình vui mừng là mình có một người mở một cái thương mại mới ở trong trong cộng đồng của chúng ta và trong địa hạt của Janet Nguyễn. Và thứ nhì là mình có một cái đài truyền hình để tiếp tục đưa tin cho cộng đồng chúng ta và đưa các information cho lại cộng đồng chúng ta. So rất là vui mừng bữa nay. Một lần nữa Janet xin chúc mừng CBN for your grand opening today. Nhân vật đứng bên cạnh Văn Châu rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, đó là chánh luật sự Hiêu Nguyễn. Khi mà chúng ta cần bất cứ giấy tờ gì để ký là phải cần chánh luật sự rồi. Và xin chào ông Hiêu Nguyễn, xin cho biết cảm tưởng về cái buổi grand opening của đài CBN ngày hôm nay ạ. Bữa nay Hiếu mừng quá, lại bữa nay là celebrate với CBN, celebration for grand opening. You know, it's always mừng là support family member, you know, it's like we're all helping each other to do well in America. So I'm so happy to be here today. I'm happy too. You know, because ông Hiếu Nguyễn mới vừa sum họp lại với bố của mình sau mấy mươi năm xa cách. Yeah, đúng rồi cô. Chúc mừng cho. Cảm ơn cô. Em mừng quá tìm bố em 50 năm mà very lucky tại vì làm ancestry là được cái connection nên mới tìm được bố mà 50 năm mà ông hay còn sống. Nên bây giờ ông đang sống ở Cookeville, Tennessee. Nên chắc January em qua đó em gặp hết gia đình của em. Thank you. Yeah, cảm ơn cô. And good luck for everything. Yeah, and thank you. Well. And good luck to CBN today. Thank you. Xin chào chị Jacqueline. Thì hôm nay là em rất là vui khi mà có sự hiện diện và góp mặt của chị ngày hôm nay dự cái grand opening của CBN. Thì không biết là cảm nhận của chị Jacqueline ngày hôm nay như thế nào ạ? Rất là vui mừng trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay có được thêm một đài nữa. Đó là một công việc, có thêm một đài thì chúng ta có thêm được nhiều chương trình để xem hơn. Và đó là một trong những công việc mà mình tiếp tay để gìn giữ văn hóa phong tục của người Việt Nam chúng ta. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà có một cái lời chia sẻ và chúc mừng đến cho đài CBN thì không biết là chị sẽ gửi lời đến cho đài của chúng em như thế nào ạ? Chúc đài CBN một ngày một thành công hơn và nhiều thật nhiều chương trình phong phú và rất là đông khán thính giả. Quý vị đứng cạnh Băng Châu Lục, nhân vật rất là nổi tiếng là ông Nguyễn Tự Cường, là một nhân vật không thể thiếu của đài rất là lớn, đó là SBTN. Dạ, Băng Châu xin thân ái chào anh Cường. Dạ vâng, xin chào chị Băng Châu. Dạ anh Cường có thể cho biết là cảm tưởng khi mà anh đến cái ngày grand opening của đài CBN không thưa anh? Dạ thưa, rất là vui. Tại vì cái nhiệm vụ của truyền thông của chúng ta trong một cái cộng đồng nó đa dạng như này thì chúng ta càng có nhiều đài ra thì chúng ta càng có nhiều người để giúp một bàn tay mà làm cho cộng đồng một ngày nó một phát triển nó mạnh hơn và chúng ta có thể thực hiện được nhiều những cái chương trình cùng nhau để cho một cái mục đích chung. Việt Hoàng xin gửi lời chào đến chị Thủy Trinh, rất là vui một cái dịp mà cũng lâu rồi hai chị em mới gặp lại. Thì ngày hôm nay được gặp chị ở đây thì không biết là cái cảm giác của chị là khi mà chị tham gia cái buổi grand opening của đài CBN như thế nào ạ? Trước nhất là Thủy Trinh xin được trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài CBN. Cảm tưởng của Thủy Trinh rất là vui và hãnh diện bởi vì cộng đồng Việt Nam của chúng ta lại có thêm một cái đài mới, có nghĩa là quý viewer, quý khán thính giả lại được tha hồ có những cái sự lựa chọn của nhiều đài khác nhau. Đó là cái sự thành công và cái sự vững mạnh và sự đoàn kết cũng như là tiến mạnh của cộng đồng Việt Nam của mình. Thêm một đài nữa thì chắc chắn là có thêm sự lựa chọn cho quý khán thính giả và cho những người làm thương mại như cá nhân Thủy Trinh là chủ nhân của Trung tâm Trẻ Khỏe Đẹp. Mình lại có cái cơ hội lại được đi thêm một cái đài khác nữa. Vậy thì nếu mà để có một lời chúc ngắn gọn đến cho đài CBN ngày hôm nay thì là chị Trinh có lời chúc như thế nào ạ? Thành công và vững tín trên bước đường phục vụ quý vị khán thính giả tại Orange County và xa hơn nữa là worldwide trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, đây là luật sư Nguyễn Quốc Lân, một người rất là nổi tiếng trong cộng đồng. Và thưa luật sư, có cảm tưởng như thế nào khi đến tham dự cái ngày grand opening của đài CBN? Thế vâng, tôi rất hân hạnh để tham dự trong chương trình hôm nay. Thực ra tôi cũng biết chị Song Linh, anh Jonathan từ lâu rồi. Đây cái sự phát triển của đài CBN là một cái thêm được trong cái sự sinh hoạt của truyền thông của cộng đồng. Tôi rất hân hạnh được tham dự trong buổi khai mạc ngày hôm nay.
Dạ, trong tương lai chắc thế nào cũng mời luật sư lên tham dự chương trình. Đang sắp xếp, đang suy nghĩ, cố gắng lắm nhưng mà không biết có thời giờ làm được cái gì đó thì tôi rất mong được như vậy. Dạ, hy vọng thấy luật sư lúc nào mà có những cái chương trình gì, đặc biệt là luật sư thường... Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. CBN là một đài vừa mới được hoạt động và là một trong những ngày rất là quan trọng ngày hôm nay là Grand Opening. Thì cảm nghĩ của hai cô chú như thế nào khi mà đến đây để có thể là cùng chung vui với ấy con trai của mình là anh Jonathan Bảo ạ? Thứ nhất là bác xuống đây để chúc mừng cho Gia Bảo và cũng như cho đài CBN. Và đồng thời bác cũng nghĩ rằng hiện giờ cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải cần có những cái đài và những cái đài có những cái niềm, có những cái thông tin mà chính xác để cho tất cả mọi người ở vùng quê cũng như ở các nơi trên thế giới họ nhìn thấy được là cái đài của chúng ta là đài nó thật chính xác để giúp cho người Việt ở hải ngoại này. Ok. Còn cảm nhận của bác gái thế nào ạ? Bây giờ thì chúc đài được thành công thôi. Xin được chào anh, ngày hôm nay rất là vui khi mà có sự hiện diện của anh ở đây và không biết là cảm nhận của anh Đỗ Dũng ngày hôm nay như thế nào, có thể chia sẻ một ít để cho khán giả của CBN được biết không ạ? Thứ nhất là chúc mừng đài CBN, mặc dù miền Nam California này có rất nhiều đài nhưng mà người Mỹ nói là more the merrier, càng nhiều đài càng tốt, cạnh tranh với nhau và làm cho thông tin nó tốt hơn, phục vụ khán giả tốt hơn. Và chắc chắn là một đài mới sẽ cần rất là nhiều những cái sự góp ý cũng như là lời chúc mừng, thì không biết là anh có lời gì muốn chia sẻ đến cho tụi em không ạ? Thì mình cố gắng đưa tin nhanh nhạy, nhanh và gọn lẹ và trung thực và hấp dẫn, là bảo đảm là mình phục vụ được đồng hương và người ta sẽ tìm đến, người ta coi mình. Xin cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi và hy vọng rằng ngày hôm nay anh sẽ có một buổi cùng chung vui với CBN thật là vui anh nhé. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, Băng Châu xin giới thiệu quý vị, đây là chị Kiều Mỹ Duyên, là một phóng viên rất là nổi tiếng từ Việt Nam trước năm 1975, nhưng mà sang đây chị rất là nổi tiếng và thành công trong ngành địa ốc. Chúng tôi chỉ chúc là quý vị thành công và các vị mà thương gia đó, có thương cái đài truyền hình mới thành lập, nhưng thật ra là những người mà ở trong cái đài truyền hình này đã có nghề, đã làm trong các đài truyền hình khác về đây, cho nên cái sự thành công sẽ đến thôi. Là với cô Linh cũng như là bác sĩ Bảo, là với những người ở đây thì đừng ta thương thì tự nhiên ta đến thôi. Chúc thành công. Xin chào anh Bon Nguyễn, ngày hôm nay CBN rất là vui khi mà có sự góp mặt của anh để đến đây cùng chung vui với ngày Grand Opening của CBN. Thì cảm nhận của anh Bon Nguyễn như thế nào ạ? Thưa quý vị, thì Bon Nguyễn rất là vinh dự khi được tới dự cái buổi lễ ra mắt khánh thành của CBN. Và được biết là CBN đã hoạt động và có rất là nhiều quý vị yêu mến và theo dõi chương trình rồi. Thì Bon Nguyễn cảm thấy rất là vui, tại vì hôm nay là có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng với lại tất cả những partner cũng như là những anh em trong đài, họ tới là rất là đông, và kể cả khách nữa. Và cái điều này rất là may mắn, và Bon Nguyễn hy vọng trong tương lai CBN sẽ ngày càng phát triển mạnh và đem tới cho quý vị những chương trình cực kỳ hay và sống động hơn nữa. Xin chào luật sư Bạch Tuyết, ngày hôm nay là Việt Hoàng rất là vui khi mà đón chào luật sư đến với chung vui với Grand Opening của CBN ngày hôm nay. Thì không biết là cảm nhận của chị Bạch Tuyết như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của tôi là đây là một cái chương trình, một cái buổi event rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là khi mà tôi mới tới đó là cái đoàn Lân và đoàn Pháo là những trẻ em trẻ. Và đặc biệt mà tôi có chia sẻ ý kiến với những người mà đi chung với tôi là khán giả hôm nay là đa số là giới trẻ hoặc là giới trung niên. Và cái chương trình làm rất là hay, rất là lạ, tạo được cho tôi một cái ấn tượng. Gọi là ban tổ chức, ban điều hành, cũng như tôi có cảm tưởng như là hướng đi của đài là một cái hướng đi mang là một cái nguồn gió mới, một cái đặc biệt cho cộng đồng, chứ không phải như là một cái đài truyền hình khác. Tôi đã cảm nhận được cái sự khác biệt, sự mới mẻ và sự gọi là năng động của đài. Và vì đài là một trong những đài rất là mới hiện nay, thì nếu mà để có một lời chúc đến cho đài thì không biết là luật sư sẽ gửi tặng đến lời chúc gì đến cho đài CBN ạ? Tôi chúc là đài rất là vững mạnh và mang được cái tiếng nói của đài, của người Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới, và mang đến những cái chương trình hữu ích, bổ ích và rất là trung thực. Và tôi tin chắc là đài sẽ làm được điều đó, vì tôi biết chị Song Linh và cũng như là anh Nguyễn Hoàng Dũng và những người cộng sự viên trong đài. Và tôi chúc đài là lúc nào cũng vững mạnh trên cái sứ mạng cao cả là sứ mạng truyền thông. Kính thưa quý vị, của đài CBN TV trên băng tần 18.14, và bây giờ thì Băng Châu đang đứng bên cạnh một người cũng rất là trẻ tuổi, tài cao trong cộng đồng của chúng ta, đó là Tyler Diệp, là phó thị trưởng của thành phố Westminster. Xin Tyler Diệp cho biết cảm tưởng của cái đài CBN ngày khai trương hôm nay là cái opening như thế nào ạ? Giờ chúng tôi tới đây
Với hy vọng rằng là coi như là cùng vui với ban giám đốc của đài CBN, chắc là chị cũng đã biết là những người trong cái ngành truyền thông hay truyền hình đó, đây là một công việc không có dễ, cho nên là mỗi lần mà có một cái cơ quan truyền thông mới ra đời, chúng tôi đều muốn tới để mà ủng hộ tinh thần, và sau này sẽ mong rằng là quý cơ quan sẽ có cái phương tiện để mà quảng bá văn hóa người Việt của chúng ta đến với tất cả mọi người nơi ở trong miền Nam California cũng như trên toàn quốc. Cảm ơn nghĩa là phó thị trưởng rất là nhiều, và chúc sức khỏe lúc nào cũng tràn đầy để phục vụ thêm cho nghĩa là cộng đồng chúng ta, ngay cả người bản xứ, tức là người Mỹ cũng như người Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Bạn Châu rất nhiều. Xin chào anh Chính và chị Thảo. Ngày hôm nay là một ngày cũng rất là đặc biệt đối với CBN, thì rất là vui khi có sự hiện diện của hai anh chị đến đây ngày hôm nay. Thì có thể là cho Việt Hoàng biết là cảm nhận của anh chị đến với CBN Grand Opening ngày hôm nay như thế nào không ạ? Rất là vui và rất là ngạc nhiên, có một cái sự đón tiếp đông đảo các bà con cũng như quý quan khách ở đây. Tụi anh là mới ở community, thành ra cũng biết được nhiều bạn bè, biết được Jonathan, cũng rất là vui và hy vọng là sẽ có nhiều cái quan hệ tốt trong công việc. Hi, Mr. Alan Lowenton. So we are so happy today we're having you today for the grand opening of CBN. So how do you feel today? I feel great. You know, I represent Garden Grove and Westminster and Little Saigon and Cypress and Western Orange County all the way to Long Beach. And I am so proud of the Garden Grove community, and I'm so proud of CBN for starting up another network. I think it's just wonderful. I think it just shows the strength of the community, and I'm honored to be their representative in Congress in the United States House of Representatives. Okay, so if you have something like very quickly, like a compliment to give it to them, so what did you say, like give it to them? What I want to do? You know, I'm here to give a, from the United States House of Representatives, a certificate of recognition to the Central Broadcasting Network in recognition of your grand opening and ribbon cutting celebration. Can you show in for the camera? Yes, this is our certificate of recognition for CBN for their grand opening from the United States House of Representatives. 1, 2, 3, say CBN! 1, 2, 3, CBN! Call it. Let's call it. Whatever. One. One cut, okay? Right. Not yet. Ready? 1, 2, 3. CBN. Yeah. Yeah.
tôi xin mời chị Mimi Trương là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị có vài lời phát biểu với các con khách ạ. CBN TV xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để đến chung vui với chúng tôi. First of all, a lot of people have asked us, you have been around, did you just launch your station? We've been around, we've been on air for the past 6 months. But for the past 6 months, you know, with a lot of businesses, you don't know whether you're going to survive or not. So before introducing us to the public, we want to make sure that we are bringing you the best. And up until today, with the team, with our CBN family, we have fulfilled that. We are strong at the moment. We are able to launch to the public. We want to make sure that we're here to serve the community. We want to make sure that we're here as the vehicle to help the community grow. And we're growing together. And I'm so happy to have so many leaders in the community today, joining us today. Hopefully all of you guys will serve as ambassadors for all of us, for a CBN, for the CBN family, so that way we can grow together as a community. Once again, thank you very much for all of you for being here to celebrate with us. And once again, CBN cannot grow without our CBN family, our immediate family. So at the moment, I would like to introduce to you all our staff. First of all, we have a small team, but slowly we're growing. So first of all, I would like to introduce to you An Gak. An Gak, please come to the stage, along with An Thang, An Phuc, Nhi, our sister, An Ngọc. Phải kêu tên chứ. Việt Hoàng, An Đạo, Ái Phương, chị Ngọc Thúy. This is not a small family. It's big. We said initially it was small, and we're growing. Chị Băng Châu. And last but not least, our MC, Mr. Derek Nguyễn Hoàng Dũng. I am sort of an adopted member. I'm not quite a member of the family just yet. But thank you so much. And Mi Vân. So here we are, the CBN family. Once again, thank you so much for joining us. Hồi nãy mới nghe chị nói là chị, ở đâu chị là CEO, và chị không phải là làm việc nhiều. From cái experience của em á, người CEO á không cần làm việc nhiều. Người CEO á phải kiếm người làm cho mình, làm sát cánh với mình mới làm được việc, làm được lớn hơn và mạnh hơn. Rồi chị, em thấy cái team của chị, wow. No wonder why chị không cần làm việc nhiều. Bác anh bảo để làm hết. Phải không quý vị? Janet tới đây bữa nay. Janet tới đây bữa nay chúc mừng CBN. So honored to be here to be part of this celebration, to ground opening, the ribbon cutting. I did get a little scared with the firecrackers, I will be honest. They were going off everywhere. But, you know, I really want to thank the CBN family. I want to thank Jonathan and Mimi and the entire team. This is not just a TV station. This is part of the community. You have already demonstrated, all of you, the great contributions that you've made to this community in various forms. You're not just people that have come in from the outside. You have committed your time and your energy to making this community a better and healthier and more productive community. So I'm just really pleased that I can join with everyone here in wishing you wonderful success. And I too hope to be back for many years as your elected representative. As the Senate, just a little from the United States House of Representatives,
recognizing this wonderful contribution that you're making to the community. Thank you so much, Mimi. First, I want to congratulate Central Broadcasting Network, Mimi, Jonathan, and your group. It's an honor to be here with you to celebrate this occasion. And also with my office, we've worked really hard to let our community know what service we provide. So we would love to work with you guys just to give information to our community. And so, you know, we're here to help you file your fictitious business name. I hope you filed it. And Jonathan, Derek, if you guys want to get married, we have marriage licenses. Just want to cover all that for you. But congratulations on your grand opening and ribbon cutting. We wish you great success while providing viewers the best news possible and your effort in keeping the resident in the Vietnamese community throughout Orange County informed. Thank you so much, and cảm ơn quý vị, hiếu mừng quá lại bữa nay, celebrate bữa nay. Thank you. It's a great honor to be here on behalf of Assemblymember Tom Daly of the 69th Assembly District. Kính thưa quý vị, khi người Việt chúng ta có một cái cơ sở thương mại ra đời là đó là một cái đóng góp lớn cho cái nền kinh tế tại địa phương rồi. Nhưng mà khi cái cơ sở thương mại đó là một cơ sở truyền thông thì nó là một cái tiếng nói vang thật xa và thật sâu và đưa được những cái thông tin từ cộng đồng của chúng ta đến cộng đồng bạn trên toàn thế giới. So this is a major contribution, not just to the local economy, to the state's economy, but also it's a contribution to help bring our voice to all over the world. Everything happens right here in Little Saigon. Tại vì đây là cái nơi được gọi là trung tâm của người Việt. Trung tâm gọi là gì anh ta? Trung tâm của người Việt tị nạn. thủ đô của người Việt tị nạn. Dạ vâng. Thank you. May mắn quá có cả hai người luật sư luôn. Dạ. Và hôm nay Roxanne rất là vui mừng để tới đây để chúc mừng cho bạn của mình là Jonathan, bác sĩ Jonathan Bảo Huỳnh với Roxanne là bạn là đã lâu năm lắm rồi. Mà từ lúc là hai đứa còn độc thân, bây giờ mình có chồng có con rồi, hắn vẫn còn độc thân lần sau không biết nữa. My parents are down there, so. Này là tại vì mê làm giàu quá. I think he's done everything. So he's owned a modeling agency, a medical clinic. He's now a TV station, a restaurant. What manufacturing? I can't keep up with him. To my friend Bob, congratulations. Hello, everybody. My name is Christy, and it is definitely my pleasure to be here today representing Congressman Lou Correa. I want to first thank CBN as well as your team for having us here today. On behalf of Congressman Lou Correa, we would also like to extend our congratulations to all of you. You are definitely a wonderful addition to the city of Garden Grove as well as the Vietnamese American community. So thank you for all you do. And without further ado, I'd like to present to you a certificate of recognition from our office. Thank you. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lên, cùng với tôi là ông Bob Hardin, ủy viên giáo dục cùng với họ cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi đến đây để chúc mừng đài CBN lần khai trương. Chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với ban giám đốc của đài TVC CBN. Và chúng tôi mong rằng chúng tôi có cái cơ hội được nhờ đến CBN để giúp loan tải những cái tin tức của sinh hoạt học đường, của giáo dục cũng như của học khu. Và chúng tôi mong rằng có cái cơ hội được tiếp tay với đài CBN để làm công việc mà CBN đã luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ phổ biến cái tin tức của học khu, của giáo dục để cho phụ huynh và cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn đài CBN và chúc mừng đài CBN đã khai trương ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong được có cái cơ hội được tiếp tay hỗ trợ với đài CBN trong thời gian sắp tới. Congratulations. Central Broadcasting Network. Woo! Yeah!
Kính thưa quý vị, CBN rất cảm ơn quý vị đã dành một chút ít thời gian đến cho ngày hôm nay, ngày opening của CBN. Và chúng tôi trong thời gian vừa qua xin rất cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng với CBN. Và trong thời gian sắp tới thì CBN của chúng tôi luôn hứa rằng sẽ có những chương trình thật hấp dẫn để có thể phục vụ cho quý vị bà con, đặc biệt là quý vị bà con hải ngoại. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn yêu thương cũng như đồng hành với CBN. Xin chào ạ.